Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình thời sự hôm nay thứ hai, ngày 24 tháng 8 năm 2020 với một số nội dung đáng chú ý sau đây. Đoàn giám sát Hội đồng dân tộc Quốc hội khảo sát các mô hình ứng dụng khoa học công nghệ trên địa bàn thành phố. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh họp đánh giá tình hình và triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra về tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và kế hoạch đầu tư công năm 2020 tại huyện Nguyên Bình. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân chuyến giám sát tại Cao Bằng, việc thực hiện chính sách pháp luật về khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2011-2020. Chiều ngày 24 tháng 8, đoàn giám sát của Hội đồng Quốc hội do đồng chí Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội làm trưởng đoàn đã đến khảo sát mô hình nuôi cấy mô, ươm cây dược liệu, thiết bị thạch mộc của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ sinh học Ngân Hà tại phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Trung Thảo, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Bế Minh Đức, tỉnh ủy viên, phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Năm 2015, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ sinh học Ngân Hà đã ký hợp đồng với Sở Khoa học Công nghệ Cao Bằng triển khai đề tài nghiên cứu cấp tỉnh ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô, nhân giống và phát triển sản xuất cây dược liệu, thạch hộc thiết bì trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Với mục tiêu nghiên cứu ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô, nhân giống cây dược liệu có chất lượng cao để giữ gìn bảo tồn và phát triển được nguồn dược liệu quý. Đến nay đã xây dựng được quy trình kỹ thuật nhân giống dược liệu thạch hộc thiết bì bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật qua 4 giai đoạn. Xây dựng được quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cây dược liệu tại huyện Trùng Khánh với diện tích 500 m2. Năm 2018, công ty được Sở Khoa học và Công nghệ Cao Bằng cấp giấy chứng nhận là doanh nghiệp khoa học công nghệ. Hiện trong phòng thí nghiệm của công ty có 110.000 cây trong bình thủy tinh. Cùng với việc nhân giống cây thạch hộc thiết bì, công ty tiếp tục nghiên cứu và nhân giống cây bạch cập có tác dụng cầm máu trong phẫu thuật y học, hỗ trợ điều trị ho ra máu, bổ phổi, hóa đàm. Hiện công ty đã đưa 350.000 cây giống ra vườn ươm tại xã Khâm Thành, huyện Trùng Khánh với diện tích 700 m2. Ngoài ra đơn vị còn ươm giống cây quế để hỗ trợ cho bà con nông dân phát triển trồng rừng và triển khai trồng được 1.000 ha tại xã Hòa Thám, Thịnh Vượng, huyện Nguyên Bình. Đồng chí Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, đánh giá cao mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nuôi cấy mô, nhân giống và phát triển sản xuất cây dược liệu, đồng thời mong muốn công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ sinh học Ngân Hà tiếp tục nghiên cứu triển khai mô hình ngày càng có quy mô và đạt hiệu quả, góp phần bảo tồn và phát triển nguồn gen dược liệu quý ở địa phương. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cần tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho các đơn vị doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ứng dụng nghiên cứu khoa học, nhất là tạo mặt bằng để đơn vị có mặt bằng xây dựng nhà xưởng phát triển sản xuất. Tiếp đó, đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã tham quan cửa hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ sinh học Ngân Hà tại khu vực chợ xanh thành phố Cao Bằng. Cửa hàng đã đi vào hoạt động 2 năm, hiện trưng bày trên 40 sản phẩm đặc sản nông sản của địa phương. Trong đó, một số sản phẩm do công ty sản xuất như nếp ong, nếp ngọt, hạt dẻ và các sản phẩm liên kết sản xuất, miến rong, rau cổ lam, nấm hương rừng, chè phê đén, rau vốc sen, khẩu si nà ràng và các loại gia vị phục vụ chế biến thực phẩm. Sáng ngày 24 tháng 8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tổ chức họp đánh giá tình hình và triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Đến nay, tỉnh Cao Bằng chưa ghi nhận phát hiện trường hợp nào nhiễm COVID-19. Tính đến hết ngày 22 tháng 8 năm 2020, tỉnh đã có 789 trường hợp người dân đi đến các ổ dịch trở về, trong đó có 773 người đi từ các vùng dịch trong nước về, bao gồm các tỉnh Đà Nẵng, Lạng Sơn, Đắk Lắk, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Dương. Các trường hợp này đã thực hiện khai báo y tế và triển khai các biện pháp cách ly y tế để theo dõi phòng chống dịch COVID-19. Trong đó theo dõi sức khỏe tại nhà 265 người, cách ly tại nhà 493 người, cách ly tập trung 8 người, cách ly tại cơ sở y tế 23 người. Hiện có 71 người đang được cách ly tại nhà, 1 người được cách ly tại cơ sở y tế. Từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 22 tháng 8 năm 2020, Cao Bằng đã tiếp nhận 136 người Việt Nam từ Trung Quốc trở về thực hiện cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung. Có 227 người hoàn thành thời gian cách ly.
Đến ngày 21 tháng 8 năm 2020, đã hoàn thành cách ly cho hai chuyên gia người Trung Quốc đến làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thực phẩm Dai Dai Việt Nam. Tính đến ngày 22 tháng 8 năm 2020, tỉnh Cao Bằng đã lấy 11.446 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm SARS-CoV-2. Số xét nghiệm sàng lọc tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thực hiện là 9.663 mẫu. Tất cả kết quả xét nghiệm đều âm tính với virus SARS-CoV-2. Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo quán triệt tạm dừng tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ, hoạt động thể dục thể thao, các hoạt động tôn giáo ngoài trời có trên 50 người tham gia. Các hoạt động quy mô dưới 50 người phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Việc tổ chức các hoạt động quy mô từ 50 đến 100 người phải được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Trên 100 người phải được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân tỉnh và phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch. Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận đề xuất các biện pháp tăng cường công tác đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, đẩy mạnh công tác kiểm tra các phương tiện giao thông nhằm ngăn chặn, xử lý các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, không lơ là chủ quan trong công tác phòng chống dịch, đẩy mạnh hướng dẫn người dân tải ứng dụng Bluezone giúp phát hiện tiếp xúc gần người nhiễm COVID-19. Kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, đề nghị ban chỉ đạo các cấp tiếp tục quán triệt đầy đủ các văn bản trung ương và của tỉnh về công tác phòng chống dịch, yêu cầu người dân chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng. Đối với các nơi tổ chức hội nghị đông người, cần thực hiện đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, ngồi giãn cách, đảm bảo các hoạt động phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới. Cơ quan báo chí tăng cường thời lượng thông tin về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị địa phương tập trung thực hiện tháng cao điểm về tuyên truyền đấu tranh, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép. Phối hợp thành lập các chốt, trạm, tổ, đội lưu động, kiểm soát người qua lại để phát hiện các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép. Đối với cơ sở y tế thực hiện nghiêm ngặt công tác phòng chống dịch, Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh xây dựng kế hoạch đảm bảo sinh phẩm, vật tư làm xét nghiệm COVID-19 trong thời gian tới. Đảm bảo cung ứng đủ vật tư trang thiết bị y tế như khẩu trang, máy đo thân nhiệt cho lực lượng bộ đội biên phòng. Tiếp tục vận động hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng Bluezone trên smartphone, tiếp tục phát động kêu gọi sự ủng hộ nguồn lực từ các tổ chức cá nhân cho công tác phòng chống dịch. Ngày 24 tháng 8, đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với huyện Nguyên Bình kiểm tra về tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và kế hoạch đầu tư công năm 2020. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở ngành liên quan và lãnh đạo huyện Nguyên Bình. Trong những tháng đầu năm, Ủy ban nhân dân huyện Nguyên Bình đã chỉ đạo các xã thị trấn thực hiện gieo cấy lúa mùa đạt trên 1.946 ha, bằng 83% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 11.000 tấn, bằng 57,3% kế hoạch. Công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc gia cầm, phòng chống đói rét cho trâu bò được tăng cường. Dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại 5 xã của huyện. Số lợn bị tiêu hủy là 176 con, gây ảnh hưởng khó khăn cho việc chăn nuôi. Tình hình thu ngân sách trên địa bàn huyện đến ngày 14 tháng 8 năm 2020 đạt trên 12,9 tỷ đồng, bằng 64,6% dự toán giao. Hoạt động thương mại dịch vụ cơ bản ổn định. Về xây dựng nông thôn mới, có một xã đạt 15 trên 19 tiêu chí, một xã đạt 14 trên 19 tiêu chí, 13 xã còn lại, bình quân đạt 8,4 tiêu chí. Lĩnh vực văn hóa xã hội được chú trọng và ngày càng nâng cao về chất lượng. Việc chăm sóc sức khỏe của nhân dân, công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo được quan tâm. Huyện đã phân bổ kinh phí và chỉ đạo các xã thị trấn hỗ trợ chi trả cho 1.096 đối tượng bảo trợ xã hội gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 với tổng số tiền trên 1,6 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 15 tháng 8 năm 2020 là 61,2 tỷ đồng, tỷ lệ đạt 44,77% kế hoạch. Lũy kế giải ngân vốn từ năm 2019 chuyển sang là trên 406 triệu đồng, tỷ lệ giải ngân thấp chỉ đạt 1,98%. Tổng số dự án khởi công mới năm 2020 là 59 dự án, trong đó có 37 dự án đã hoàn thiện thủ tục hồ sơ, 22 dự án còn lại đang thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định hiện hành. Thời gian tới, huyện Nguyên Bình tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để đạt các mục tiêu nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội năm 2020, đẩy mạnh thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, tăng cường công tác thu ngân sách. Đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan đã trao đổi làm rõ một số kiến nghị của huyện liên quan tới các nội dung như việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thị trấn Nguyên Bình giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2035, xem xét kéo dài thời gian giải ngân đối với nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương năm 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.
việc cấp kinh phí và chỉ đạo các sở hướng dẫn Ủy ban Nhân dân huyện thực hiện các thủ tục hồ sơ thực hiện dự án xử lý nâng cấp, cải tạo bãi rác thải thị trấn Nguyên Bình, bổ sung biên chế giáo viên ngoại ngữ tin học cho các trường tiểu học, bổ sung vốn đầu tư thi công đường tránh quốc lộ 3 trên địa bàn thị trấn Nguyên Bình. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đánh giá cao kết quả huyện Nguyên Bình đã đạt được trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 7 tháng đầu năm 2020. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong những tháng cuối năm, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị huyện Nguyên Bình nâng cao công tác lãnh đạo chỉ đạo, tập trung quyết liệt triển khai các giải pháp thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, tháo gỡ những khó khăn còn tồn tại. Tập trung phát triển, chăm sóc, thu hoạch các loại cây trồng, tăng cường phòng chống dịch tả lợn châu Phi, triển khai nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch COVID-19, tiếp tục rà soát các đối tượng người lao động, hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 để thực hiện các chính sách hỗ trợ theo nghị quyết 42 NĐ-CP của Chính phủ, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án đã được giao vốn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 đã đề ra. Ngày 24 tháng 8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiến hành giám sát việc hỗ trợ kinh phí cho hộ nghèo, hộ cận nghèo di dời chuồng trại ra khỏi gầm sàn nhà ở tại xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh. Theo báo cáo của huyện Trùng Khánh, đến nay số hộ chăn nuôi gia súc là 10.910 hộ, trong đó số hộ có chuồng trại chăn nuôi gia súc dưới gầm sàn nhà ở chiếm 55,60%. Số hộ có chuồng trại chăn nuôi liền kề nhà ở chiếm 31,39%. Qua 3 năm thực hiện, huyện Trùng Khánh đã di dời được 2.234 chuồng trại chăn nuôi gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở. Có 5 trên 20 xã thực hiện được mô hình xây dựng chuồng trại tập trung. Tổng kinh phí hỗ trợ 3.015.000.000 đồng. Riêng xã Đàm Thủy, từ năm 2017 đã thực hiện di dời chuồng nuôi gia súc ra khỏi gầm sàn nhà 259 hộ. Có 97 hộ xây dựng chuồng mới đúng theo tiêu chí hướng dẫn. Tổng kinh phí hỗ trợ là 310.000.000 đồng. Trong đó có 33 hộ nghèo được hỗ trợ 123.000.000 đồng, 12 hộ cận nghèo được hỗ trợ 46.000.000 đồng. Qua kiểm tra thực tế với người dân tại hai xóm Nà Đen và Nà Trang, xã Đàm Thủy, đoàn đề nghị huyện cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho người dân, tiếp tục thực hiện bố trí các nguồn vốn của ngân sách nhà nước, lồng ghép các chương trình dự án và huy động các nguồn xã hội hóa, hợp pháp để hỗ trợ cho công tác di dời chuồng trại chăn nuôi gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở. Ngày 24 tháng 8, huyện ủy Thạch An đã tổ chức hội nghị học tập quán triệt triển khai thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và của huyện mới ban hành đợt 2 năm 2020. Hội nghị đã thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, chỉ thị số 45 ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, và nhiều chỉ thị của Ban Bí thư, kết luận của Bộ Chính trị về xử lý sai phạm trong tuyển dụng viên chức, về công tác phòng ngừa thiên tai, phòng chống dịch COVID-19. Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ nhân dân đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới, về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Trên cơ sở các nội dung đã được quán triệt, triển khai tại hội nghị, lãnh đạo huyện ủy Thạch An yêu cầu các chi đảng bộ trực thuộc khẩn trương triển khai học tập, tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 20 và các chỉ thị nghị quyết của Đảng mới ban hành tới cơ sở, vận dụng sáng tạo, xây dựng kế hoạch hành động phù hợp với đặc điểm địa phương mình, sớm đưa các nội dung nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Ngày 24 tháng 8, Trung tâm Chính trị huyện Bảo Lâm tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 80 đối tượng kết nạp Đảng là quần chúng ưu tú của các chi đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện. Trong thời gian 5 ngày, từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 8, các học viên sẽ được tiếp thu, trao đổi, học tập 10 chuyên đề, gồm khái lược lịch sử Đảng, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nội dung cơ bản điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, một số nội dung về phòng chống tham nhũng, quan điểm, chủ trương, giải pháp về hội nhập quốc tế ở nước ta. Thông qua lớp bồi dưỡng sẽ trang bị lý luận cơ bản nhất về mục tiêu lý tưởng của Đảng, từ đó các quần chúng ưu tú sẽ tiếp tục tu dưỡng rèn luyện, xác định mục tiêu phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần vào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 8, Sở Y tế tỉnh Cao Bằng phối hợp với Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương tổ chức lớp đào tạo chăm sóc tích cực nhiễm trùng hô hấp cấp nặng cho 50 bác sĩ đang làm công tác điều trị trên địa bàn tỉnh.
Tại lớp đào tạo, các học viên đã được cập nhật các kiến thức về chăm sóc tích cực nhiễm trùng hô hấp nặng, cập nhật lâm sàng về nCoV, kiểm soát và phòng chống nhiễm trùng cho người bệnh nhiễm trùng hô hấp cấp nặng, các hội chứng biểu hiện trên lâm sàng, phân loại và nhận biết sớm người bệnh có nhiễm trùng hô hấp cấp nặng, chẩn đoán phân biệt, lấy mẫu bệnh phẩm và các xét nghiệm chẩn đoán, theo dõi và điều trị người bệnh nhiễm trùng hô hấp cấp nặng, sự chuẩn bị trước đại dịch và vấn đề đạo đức trong đại dịch. Qua lớp đào tạo nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ bác sĩ tại các cơ sở y tế để đảm bảo công tác điều trị về nhiễm trùng đường hô hấp cấp nặng, đặc biệt là người bệnh nhiễm SARS-CoV-2 trong tình huống xấu nhất có thể xảy ra khi có dịch trên địa bàn tỉnh. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tính đến ngày 21 tháng 8, toàn tỉnh có 3.049 đối tượng là người lao động và hộ kinh doanh cá thể gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 theo Nghị quyết 42 của Chính phủ, với tổng kinh phí hỗ trợ gần 3,9 tỷ đồng. Thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ về hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đến nay các địa phương trong toàn tỉnh đã hoàn thành chi trả hỗ trợ cho 3 nhóm đối tượng, gồm người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Hiện các địa phương đang tiến hành chi trả hỗ trợ cho nhóm đối tượng là người lao động và hộ kinh doanh cá thể với 3.049 đối tượng, kinh phí hỗ trợ gần 3,9 tỷ đồng. Đã thực hiện chi trả cho 1.557 đối tượng với kinh phí gần 1,6 tỷ đồng, đạt 51%. Cụ thể, đã hoàn thành chi trả cho 37 đối tượng là người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương với kinh phí 66,6 triệu đồng. Đang chi trả cho 168 đối tượng là hộ kinh doanh cá thể và có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng một năm, tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 với kinh phí 168 triệu đồng. 2.829 đối tượng là người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm với kinh phí trên 2,8 tỷ đồng. 15 đối tượng là người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp với kinh phí 15 triệu đồng. Trong thời gian thực hiện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các địa phương cũng đã tổ chức các đoàn tiến hành kiểm tra giám sát việc triển khai, lập danh sách cũng như công tác chi hỗ trợ cho 4 đối tượng này tại các địa phương, đảm bảo đúng đối tượng, không để xảy ra trục lợi chính sách. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo nguồn điện phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, Công ty Điện lực Cao Bằng đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án cấp điện để phục vụ đại hội. Xác định đây là sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, ngay sau khi có ý kiến chỉ đạo của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban lãnh đạo Công ty Điện lực Cao Bằng đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án cấp điện ổn định, yêu cầu Điện lực thành phố tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các khiếm khuyết, củng cố thiết bị điện, lưới điện thuộc địa bàn quản lý để đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, tin cậy. Đặc biệt là các đường dây, trạm biến áp cấp điện cho các địa điểm diễn ra các hoạt động phục vụ đại hội như khu trung tâm hội nghị tỉnh và chiếu sáng quảng trường, nhà văn hóa trung tâm, tượng đài Hồ Chí Minh, nơi ăn nghỉ của các đại biểu, chuẩn bị đầy đủ vật tư thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện sẵn sàng xử lý nhanh các hư hỏng và sự cố phát sinh. Kiểm tra sửa chữa, bảo dưỡng các máy phát dự phòng 500 kV. Kiểm tra sửa chữa, bảo dưỡng các máy phát dự phòng 500 kV ampe và 250 kV ampe, chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu để dự phòng cấp điện cho một số cơ sở quan trọng và trụ sở cơ quan công ty. Phối hợp với Trung tâm Hội nghị tỉnh, kiểm tra bảo dưỡng máy phát điện diesel của Trung tâm Hội nghị tỉnh, tăng cường kỷ luật vận hành, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ. Khi có sự cố làm gián đoạn cấp điện cho khu vực thành phố Cao Bằng, sẽ tiến hành phân đoạn, cô lập các điểm gặp sự cố theo quy định, thay đổi kết dây phù hợp với tình hình của lưới điện. Cấp điện mạch vòng từ các đường dây khác, ưu tiên để đảm bảo cấp điện cho các khu vực phục vụ các hoạt động của đại hội, đồng thời bố trí công nhân trực sửa chữa điện tại các địa điểm diễn ra các hoạt động. Thì Công ty Điện lực Cao Bằng đã chủ động lên lập kế hoạch và thực hiện rà soát lại tất cả các nguồn điện và các lưới điện trung thế cung cấp điện cho khu vực thành phố Cao Bằng, đảm bảo để cung cấp điện an toàn liên tục trong thời kỳ diễn ra đại hội, để cho tất cả mọi hoạt động của đại hội cũng như là bà con nhân dân được tham gia, được theo dõi những diễn biến của đại hội. Đồng thời với cái việc đó thì xác định những cái điểm trọng yếu để thực hiện đảm bảo cung cấp điện như là chỗ trung tâm hội nghị tỉnh Cao Bằng, nhà khách giao tế, nhà khách bộ chỉ huy quân sự tỉnh và khách sạn Bằng Giang là những nơi mà có đại biểu ăn nghỉ, để cũng thực hiện
phối hợp với lại chủ của các cái cơ sở này để thực hiện rà soát và kiểm tra lại các cái hệ thống điện, kể cả điện trong nhà, và cân đối lại các cái hệ thống điện dự phòng, máy phát dự phòng để đảm bảo khi mà các trường hợp hạn hữu mà xảy ra sự cố lưới điện thì vẫn đảm bảo cung cấp điện cho cái hoạt động chính của các của đại hội và cái đảm bảo điều kiện ăn nghỉ cho các đại biểu tham dự đại hội. Tin rằng với sự cố gắng nỗ lực của tập thể cán bộ, lãnh đạo, công nhân viên Công ty Điện lực Cao Bằng sẽ góp phần vào sự thành công chung của Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Triển khai thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh Cao Bằng về thực hiện chuyển đổi giấy tờ cá nhân, tổ chức sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và tổ dân phố, xóm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Công an thành phố đã hướng dẫn đội nghiệp vụ và công an các xã phường đến cơ sở để làm chứng minh nhân dân, điều chỉnh hộ khẩu cho người dân theo địa giới hành chính mới. Tại công an các xã phường sau sắp nhập, tiến hành thu và chuyển toàn bộ sổ hộ khẩu về đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an thành phố để làm thủ tục đính chính địa giới hành chính xóm tổ theo quy định. Thực hiện cải cách hành chính, giải quyết nhanh chóng về các thủ tục hành chính nhằm đáp ứng nhu cầu quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Ngoài việc làm chứng minh nhân dân, hộ khẩu tập trung tại bộ phận một cửa ở cấp thành phố. Thời gian qua, công an thành phố còn thường xuyên cử cán bộ đến cơ sở xã phường, thậm chí là tận nhà để làm các giấy tờ thân nhân cần thiết cho người dân. Hiện về chuyển đổi giấy tờ cá nhân đối với các hộ dân trên địa bàn thành phố thì công an thành phố cũng đã xây dựng kế hoạch thì triển khai đến cơ sở. Hiện tại tất cả các xã phường cũng đã triển khai đến từng hộ dân. Thì quá trình thực hiện thì kết quả đã thu được thì là các hộ dân cũng đã nắm được cái tinh thần về chuyển đổi địa giới hành chính. Và qua cái kết quả thu được thực hiện từ tháng 4 năm 2020 đến giờ thì là hiện tại đã thực hiện được trên khoảng 4.000 hộ dân. Thì trong quá trình thực hiện thì đối với công tác cải cách hành chính đối với đổi sổ hộ khẩu và điều chỉnh địa giới hành chính cho giới các giấy tờ công dân thì trong đó thì có thực hiện đối với lại 3 xã thì có tiến hành là có thể thực hiện giải quyết luôn trong ngày để phục vụ là công dân đi lại nó được thuận tiện và giảm thời gian đi lại và phục vụ người dân một cách là tốt nhất. Trong thời gian tới thì công an thành phố vẫn sẽ tiếp tục thực hiện tốt đối với cái kế hoạch chuyển đổi giấy tờ cá nhân về địa giới hành chính theo cái quy định. Trong những ngày đầu tháng 8 năm 2020, Tổ công tác Đội Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an thành phố đã phối hợp với công an các xã Hương Đạo, Vĩnh Quang, Chu Trinh trong việc trả kết quả sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân cho người dân. Đồng thời thông báo cho công dân biết đối với những trường hợp ở 3 xã này khi đến công an thành phố làm thủ tục nhập sinh, khai tử thì giải quyết ngay trong ngày. Cán bộ phụ trách địa bàn xã tiếp nhận sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân tại Đội Cảnh sát Quản lý Hành chính và Trật tự Xã hội vào chiều thứ 3 và thứ 5 hàng tuần và bàn giao công an xã để trả kết quả cho người dân. Tổ công tác của công an thành phố phối hợp với công an phường Tân Giang cũng đến cơ sở tuyên truyền và trả kết quả sổ hộ khẩu đợt này cho 28 công dân tại tổ 10 phường Tân Giang. Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân không bị mất nhiều thời gian đi lại khi làm thủ tục điều chỉnh sổ hộ khẩu. Khi được cán bộ công an thành phố và công an phường đến tận nơi, tận tình giúp công dân kê khai thông tin cá nhân và làm các thủ tục giấy tờ để điều chỉnh sổ hộ khẩu, qua đó giúp người dân đảm bảo quyền lợi trong các giao dịch dân sự hàng ngày. Hôm nay là nhờ có các quý công an đến để chuyển đổi hộ khẩu cho nhân dân chúng tôi thì là chúng tôi thấy là một là lệ phí thì không bị mất, thứ hai là sự nhiệt tình của cơ quan công an đối với nhân dân là rất là chu đáo, đấy, thuận lợi. Thủ tục chuyển đổi hộ khẩu cho nhân dân của tổ 10 là thấy là nhanh gọn và kết quả tốt. Việc cử cán bộ chiến sĩ xuống tận cơ sở để điều chỉnh sổ hộ khẩu, cấp đổi chứng minh nhân dân cho người già yếu, ốm đau không chỉ góp phần giúp người dân tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí đi lại mà còn nâng cao sự hài lòng của người dân đối với công an nhân dân. Đây là một trong những nội dung quan trọng để lực lượng công an thành phố tiếp tục phấn đấu, đưa công tác cải cách hành chính đi vào thực tế có hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, trong thời bình, các chiến sĩ lực lượng công an nhân dân vẫn đang ngày đêm đấu tranh với các loại tội phạm. Có những chiến sĩ bị thương và hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.
những chiến công của họ đã thắp lên ngọn lửa, sáng mãi với tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng công an nhân dân. Chúng tôi đến thăm ông Lê Văn Lập, thương binh hạng 4/4, là cán bộ công an đã nghỉ hưu tại tổ 10 phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng. Dù năm nay đã bước sang tuổi 63, nhưng ông Lập vẫn nhớ như in quãng thời gian học tập, làm việc và ngày ông bị thương trong khi làm nhiệm vụ. Đó là năm 1980, khi ông công tác tại đồn công an Tĩnh Túc, nay là công an huyện Nguyên Bình. Khi phát hiện có kẻ xấu muốn tấn công đồn, biết tội phạm có súng và lựu đạn, để bảo vệ đồng đội nên ông đã không chút đắn đo khi tiếp cận với đối tượng và chiến đấu tới khi bị thương. Dù sự việc xảy ra đã 40 năm, nhưng khi nhớ lại khoảnh khắc đối mặt với tội phạm, với phút giây sinh tử, khi đó ông đã chấp nhận hy sinh để bảo vệ sự an toàn của đồng đội và nhân dân. Bác cũng chẳng nghĩ gì đâu. Lúc ấy làm gì còn có thời gian để mà nghĩ. Thì có một quyết định là thôi, bản thân mình sẵn sàng hy sinh để bảo vệ mọi người, bảo vệ tất cả mọi người, đồng chí, đồng đội, rồi tất cả những nhân dân xung quanh đấy. Thế thôi. Sẵn sàng hy sinh bản thân mình để bảo vệ. Không có thời gian để mà cân nhắc suy nghĩ gì đâu. Mà tuổi trẻ cũng không suy nghĩ nhiều, cân nhắc nhiều. Dù bị thương khi tuổi đời còn rất trẻ, song khi đó, ông Lê Văn Lập vẫn không ngại khó, ngại khổ, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà cấp trên giao phó. Tinh thần làm việc, sự can trường khi đối đầu với tội phạm của ông Lập đã được ban giám đốc biểu dương và phát động tinh thần học tập tấm gương của ông cho thế hệ trẻ công an tỉnh Cao Bằng những năm 80-90. Cũng với tinh thần gan dạ, dũng cảm của người chiến sĩ công an, ông Đàm Văn Cương, thương binh 4/4, tổ 10 phường Ngọc Xuân, thành phố Cao Bằng, kể lại phút giây sinh tử khi ông đang công tác tại công an huyện Hạ Lang. Khi đó là năm 1988, ông được cấp trên giao phụ trách địa bàn xã Quang Long. Ông không thể nào quên những năm tháng cùng đồng đội bám nắm địa bàn, bảo vệ từng tấc đất biên cương, những cuộc chạm trán và vết thương ông đã phải suốt đời mang theo. Bây giờ chúng tôi những thế hệ đi trước thì gian nan với lại cái khổ cực thì nó khổ hơn nhiều. Bây giờ cái thế hệ trẻ bây giờ thì cái điều kiện thì cũng tốt hơn nhiều. Các bạn trẻ bây giờ có điều kiện, còn những các bạn trẻ thì cũng mong sao giữ được cái tinh thần của các lực lượng công an nhân dân. Trước địch thì cũng không sợ, trước khó khăn hoàn cảnh nào cũng phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, xứng đáng với hình ảnh lực lượng công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Tiếp nối truyền thống vẻ vang của lực lượng công an Cao Bằng, lớp lớp thế hệ trẻ công an trên địa bàn tỉnh đã thể hiện tinh thần xung kích, hết mình vì nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, quan tâm, chăm lo đời sống của nhân dân, tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, đặc biệt là hoạt động giúp đỡ người nghèo, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.